Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương vừa phối hợp với dự án EU MUCHAP tổ chức hội thảo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU đối với nền kinh tế Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế đã phân tích các phân ngành chính và một số ngành được hưởng lợi trực tiếp từ hiệp định như thủy sản, gạo, rau quả, dệt may, da giày, điện tử, máy móc thiết bị và một số ngành dịch vụ. Các chuyên gia cũng khẳng định EVFTA mang lại nhiều cơ hội để Việt Nam mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua các hình thức như là dỡ bỏ thuế quan, xúc tiến đầu tư, cải tiến quy tắc xuất xứ và chứng nhận xuất xứ, cải thiện môi trường, tạo thuận lợi và hỗ trợ kỹ thuật tăng cường nhận thức và áp dụng những tiêu chuẩn của thị trường EU. Những đánh giá cập nhật về tác động của EVFTA đối với tổng thể và phân ngành kinh tế Việt Nam cũng đã được tập trung thảo luận để đưa ra những cơ hội cũng như là các định hướng và giải pháp xử lý ứng phó với những thách thức nhằm tối đa hóa lợi ích mà EVFTA mang lại.